Ju Jiyeon, Brave Girl, nữ idol đẫy đà khiến Nancy Momoland phải dè chừng. Dạo thời gian gần đây, cộng đồng mạng fan hâm mộ K-pop đang xôn xao bàn tán về Brave Girl, nhóm nhạc nữ bất ngờ nổi tiếng sau 10 năm không ai biết tên. Cụ thể mới đây vào ngày 27 tháng 2, ca khúc Rolling của nhóm nhạc Brave Girl xuất hiện trên các bảng âm nhạc Hàn Quốc, còn đánh bại cả On The Ground của Rose Blackpink, cũng vừa mới công chiếu cách đây không lâu. Và nổi bật nhất nhì nhóm đó chính là Ju Jiyeon, cô nàng sở hữu thân hình khiến dân tình sôi sục. Từ khi bất ngờ trở nên nổi tiếng, thì bốn thành viên trong nhóm Brave Girl là Min Jung, Ju Jeong, Eunji và Juna nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là cô nàng nam Ju Jeong hay thường được biết đến với tên gọi Ju Jeong trở thành cái tên nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Tất cả là nhờ vào gương mặt xinh đẹp cùng vẻ ngoài nóng bỏng của cô nàng này. Thời đến cản không kịp, sau bao năm nỗ lực cố gắng, các cô gái Brave Girl đã gặt hái được thành công và thậm chí là đè bẹp luôn cả màn solo của thành viên nhóm nhạc hàng đầu K-pop Rose Blackpink. Ju Jeong sinh năm 1991. Là visual của Brave Girl, cô gia nhập nhóm vào năm 2015, nữ idol 30 tuổi nổi tiếng với thân hình gợi cảm, gương mặt xinh đẹp tươi tắn, nụ cười tít mắt cực đáng yêu của Ju Jeong đặc biệt sáng sân khấu và hút fan khi cô trình diễn. Đáng chú ý hơn cả, Ju Jeong còn sở hữu thân hình gợi cảm, vòng một khủng đến mức nhức mắt. Cô nàng này từng khiến xứ Hàn dậy sóng với bộ ảnh tạp chí Người Lớn khoe chọn siêu vòng một sexy. Mặc dù đã 30 tuổi, thế nhưng Ju Jeong trông rất trẻ, khiến nhiều người nhầm tưởng rằng cô mới chỉ 24-25 tuổi mà thôi. Nhìn gương mặt ngây thơ thế này thì chẳng ai ngờ cô đã 30 tuổi rồi đúng không nào? Trình diễn của Ju Jeong, nhiều người không khỏi há hốc mồm khi cô nàng sở hữu vòng 1 lẫn vòng 3 vô cùng nóng bỏng. Hiện tại, nam Ju Jeong sở hữu trang cá nhân Instagram với hơn 170.000 người theo dõi và hiện nay con số này đang tăng lên từng ngày nhờ vào sự thành công của ca khúc Rolling. Điều khiến người đẹp sinh năm 1991 trở nên khác biệt so với những nữ thần tượng khác là vẻ đẹp mũm mĩm được khen là đầy sức sống. Dù mập mạp nhưng Ju Jeong vẫn rất gợi cảm, cô còn xuất hiện với bộ ảnh tại sân tennis khoe nét phồn thực. Ở thời điểm những shot hình được công bố, người đẹp bị chỉ trích vì quá táo bạo, chụp hình cho tạp chí đàn ông nhưng hiện tại cô lại được khen quyến rũ. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Ju Jeong chỉnh mảng việc giữ dáng. Trong buổi show care ra mắt ca khúc Rolling, các thành viên Brave Girl chia sẻ họ phải ăn kiêng, giảm cân hoặc duy trì cân nặng tổng thể phù hợp. Đặc biệt, họ cần tập luyện để có được đường cong vòng 3 hoàn hảo do vũ đạo có nhiều động tác thể hiện nét gợi cảm. Bên cạnh đó, việc tập nhảy thường xuyên giúp Ju Jeong không bị tăng cân. Đây là vận động toàn thân, giúp tiêu hao calo hiệu quả, càng tập nhiều cơ thể càng săn chắc. Ở thời điểm hiện tại, Ju Jeong đang là hiện tượng được nhiều khán giả xứ Hàn vô cùng yêu thích và chưa có bất kỳ lời chê bai nào về ngoại hình của cô nàng. Tuy nhiên, không ít người vẫn cảm thấy lo lắng cho Ju Jeong sẽ giống với trường hợp của Nancy khi ban đầu được tung hô hết lời nhưng nếu không chị giảm cân để đúng với quy chuẩn của một idol K-pop thì sẽ bị ném đá tơi bời ngay sau đó. Nói về Brave Girl, sau khi gây sốt với một clip tổng hợp các khoảnh khắc biểu diễn Rolling khiến các anh quân nhân phải phát cuồng, ca khúc này bất ngờ thăng hạng nhạc số. Các cô gái Brave Girl cũng chính thức mang Rolling quảng bá tại các sân khấu âm nhạc. Cho đến sáng ngày 12 tháng 3, Rolling chính thức phủ xanh iChat, mang về thành tích Perfect Okin nhiệm màu. Thế nhưng, đạt Perfect Okin chưa được bao lâu thì Rose đã có màn debut solo đầy bùng nổ trong cùng ngày 12 tháng 3. Về On The Ground và Goni, ngay lập tức, Rose đã chiếm đóng No One của một số bảng xếp hạng nhạc số và đương nhiên, điều này khiến Rolling không duy trì được Perfect Okin. Nhìn On The Ground của Rose chiếm đóng hạng 1, cứ ngỡ huy hoàng chỉ lóe lên một chút rồi tắt hoàn toàn. Đến thời điểm 13:30 phút ngày 14 tháng 3, Rolling của Brave Girl chính thức giành lại hạng 1 trên tất cả các bảng xếp hạng nhạc số, lấy lại Perfect Okin cực kỳ ấn tượng. Và quả ngọt đã đến khi vào sân khấu âm nhạc Inkigayo vào ngày 14 tháng 3, Rolling của Brave Girl đã chính thức đạt No One đầu tiên trong sự nghiệp. Nhóm đã vượt qua Eartha và Shinee với điểm nhạc số đạt mức tối đa. Brave Girl cũng lập kỷ lục về thời gian có được chiến thắng đầu tiên, 10 năm. Trong khi bốn cô gái đã chuẩn bị tinh thần tan rã, 2 trên 4 thành viên đã dọn khỏi ký túc xá thì phép màu chợt đến, giúp nhóm sống trở lại. Xin chúc mừng Brave Girl!